Chào tất cả anh chị đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay á, bên cửa hàng Bảo về thêm một lô hàng máy khoan pin trộn thương hiệu là Kayaki. Thương hiệu này là thương hiệu của Nhật nha anh chị nha. Đó, với mức giá tối ngày hôm nay á, anh chị muốn này, một con máy pin trộn khỏe, bóp tay không đứng, lấy thằng này mức giá nó bèo kinh khủng luôn. Đó, chỉ có là 299.000 một bộ như này thì nó sẽ quá rẻ so với thị trường về một phân khúc mà hàng chính hãng Kayaki thương hiệu Nhật luôn. Lúc mà anh chị mua thì bên trong nó sẽ có là những gì thì bảo khui ra mà nó quá rẻ đi. Đó, lúc mà anh chị mua thì mã máy này, thương hiệu Kayaki này á, là thương hiệu của Nhật ở đây. Lúc mà anh chị mua về là sẽ có công ty nhập khẩu chính hãng để anh chị mình xài này. Máy thì dây đồng 100% nha, xài pin 12V. Đó, công tắc thì mình bóp công tắc là chạy, nhả ra là máy sẽ tự tắt nha. Mà máy là KZ12A1. Đó, bảo hành chính hãng của công ty mà riêng tập đoàn Kayaki này nó rất là lớn. Rồi, 299.000 nó rẻ bèo luôn anh chị à. Được một con máy bên trong nó sẽ có những gì này, lúc mà anh chị khui ra. Đó, trước tiên là riêng tập đoàn Bảo Tính này, nhiều công ty lớn dữ lắm nha. Đó, Kayaki này, Kai Nuôi này, BTS, Classic, Devil và BG AS. Đó, nói chung là những tập đoàn mà bảo bán rất là nhiều trên thị trường. Thì con máy này nó cũng khá là ngon, mà mức giá anh chị mua có 299.000 bán vít. Con này bao bóp tay đứng luôn nha. Đó, lúc mà anh chị mua 299.000 sẽ có là hộp giấy nè. Rồi tiếp tục, máy với là kèm một pin, một sạc mà giá rẻ quá trời quá đất luôn. Đó, cực kỳ ngon nha. Tiếp tục, máy này nó sẽ rất là khỏe lúc mà anh chị xài hai chức năng. Bóp tay này là không đứng nha, bóp tay là không đứng, không có hiện tượng mà ngắt mạch lúc mà anh chị xài. Bóp chỉ có trầy tay thôi chứ không đứng, nên là anh chị bắn tôn này, sắc y bao vào hết, không có con nào làm ngắt quãng máy này cả. Đó, sắc y 3 phân 4 phân à đâu 3 ly 4 ly dày, hoặc là bắn trần nhà thạch cao, con này vô tư nha, rất là khỏe, đầu 10 ly nha. Rồi tiếp tục, máy này thiết kế chính hãng nên là chi tiết đường lắp đặt nó khít dữ lắm, nên là anh chị xài á, đang có chương trình công ty Kayaki vừa mới về thị trường Việt Nam, nên là công ty muốn tạo chương trình về giá máy cực kỳ đặc biệt để giới thiệu sản phẩm này mới về, nên là mới có giá nó rẻ bèo như thế này luôn. Rồi tiếp tục, máy thì sẽ có đảo chiều ra vào nha. Đó, đảo chiều tới lui để anh chị bắn vít cũng như là làm điện lạnh này, bắt ốc vít các kiểu này. Đó, đảo chiều tới lui. Bên trước thì sẽ có đèn nha, đèn báo sáng. Máy thì sẽ đi kèm là 18 cấp cược. Con này khỏe cực kỳ luôn. Đó, những con máy hàng nhái lên gặp con này đuổi ngay, vì con này hàng nhái bóp đứng, con này bóp không đứng nha, thật sự luôn. Nếu anh chị không tin tới test bảo cho bóp thử sạc pin vào đầy nha. Rồi về thông số máy thì máy này vòng tua của máy là điều tốc được từ 0 đến là 600 vòng trên 1 phút nha. Newton máy là 20 Newton, đầu 10 mili, xài pin chọt 12V mà hàng chính hãng bóp bao đứng luôn. Đó, với một con máy mà công ty đang làm chương trình giới thiệu sản phẩm và cũng như là thương hiệu đến thị trường Việt Nam, thương hiệu Kayaki, thương hiệu của Nhật, mua kèm thì sẽ được là 299.000 anh chị ạ. Mua về không làm anh chị thất vọng luôn, với mức giá nó quá rẻ. Một pin, một máy, một sạc bảo hành 9 tháng của công ty Bảo Tín là mức giá là tuyệt vời. À nhầm, bảo hành 6 tháng nha. Đó, có 299.000 rất là rẻ. Mua nếu xài công trình, bắn tôn thạch cao, mua lần 2-3 bộ bình thường được bảo hành nha. Đó, đặc biệt một cái quan trọng, con máy này á, bóp bao đứng là anh chị về á, bắn cực kỳ khỏe luôn, khỏi lo ngắt pin này nọ kia. Rồi, hàng cũng về, số lượng demo nó khá là ít. Thì anh chị nào á, cần một sản phẩm máy khoan pin Kayaki thương hiệu Nhật, anh chị có thể liên hệ trực tiếp luôn, vì hàng này đang có chương trình sale giảm giá cực kỳ sâu, lên đến là mấy chục phần trăm. Thì anh chị mình á, tranh thủ mình đặt mua, vì giới thiệu sản phẩm mà. Đó, hàng này là hàng giới thiệu nên là anh chị đặt mua ngay cả hết thôi.
Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video buổi tối về dòng khoang pin giá rẻ bèo luôn cho tối ngày hôm nay, 299.000 tại đây.